nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh đối với môn ngữ văn. Đội ngũ giáo viên trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy và học, trong đó phải kể đến việc tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Sau 3 năm triển khai, hoạt động này đã mang lại hiệu quả trong dạy và học môn ngữ văn, và điều quan trọng hơn là đã khơi dậy niềm yêu thích môn ngữ văn trong các em học sinh, giúp các em phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tức nước vỡ bờ, đoạn trích trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố là một trong những tiết mục được các em học sinh tái hiện lại tại buổi sinh hoạt ngoại khóa với chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học do Tổ ngữ văn trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai tổ chức. Đây được xem là đoạn trích đắt giá nhất trong tác phẩm Tắt đèn. Được hóa thân vào các nhân vật, các em học sinh không chỉ hiểu sâu hơn về tác phẩm mà còn dễ dàng cảm được tính cách của mỗi nhân vật trong tác phẩm. Điển hình như vai chị Dậu, vốn hiền lành, chất phác, nhưng khi bị đẩy đến bước đường cùng, chị đã đứng lên chống lại cái ác, sự áp bức. Em cảm thấy rất là thương cảm cho số phận của chị Dậu nói chung và cũng như là thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung. Thì khi mà học những cái, khi mà tái hiện lại những cái tác phẩm như thế này thì bọn em cảm thấy rất là đồng cảm và cảm thấy có thể hiểu sâu hơn được trong tác phẩm, cũng như là mình có thể học tốt bộ môn ngữ văn cũng như các tác phẩm trong môn ngữ văn hơn. Rõ ràng việc tự dựng lại những tác phẩm văn học đã giúp các em học sinh dễ dàng cảm thụ tác phẩm và phát huy khả năng sáng tạo thông qua nhiều thể loại như diễn kịch, múa, hát, hùng biện, ngâm thơ, vân vân. Không chỉ khơi dậy lòng yêu thích môn văn mà còn giúp học sinh phát huy khả năng tổ chức, biên kịch, diễn xuất. Mỗi tiết mục đều do các em tự chuẩn bị phục trang, dựng cảnh, phân vai, chọn nhạc. Và quan trọng là tất cả các thành viên trong lớp đều tham gia, chứ không chỉ gói gọn trong phạm vi một nhóm nhỏ. Nó khỏe như này thì nó sẽ giúp em có thể ôn lại bài, trao dồi thêm kiến thức, cũng là một trong các tiết mục hoạt động vui chơi giải trí cho các học sinh chúng em ạ. Rất nhiều. Có một cái thuận lợi đó là môn văn là môn dễ tổ chức các hoạt động sân khấu hơn các môn khác, và cái mà chúng tôi có động lực để làm đó là các em rất yêu thích cái hoạt động này và đã tham gia rất là nhiệt tình và hiệu quả. Sau một cái lần hoạt động thì các em nó có được cái niềm đam mê và hiểu biết nhiều về môn văn. Có thể nói, để có được những chuyên đề mang lại hiệu quả, đội ngũ giáo viên của trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học môn ngữ văn. Trong mỗi tác phẩm văn học, giáo viên luôn linh hoạt chọn phương pháp dạy học thích hợp, hiệu quả và nhất là phải tạo được sự hứng thú cho học sinh đối với môn học này. Cái hay của tác phẩm, cái chuyên đề, chương trình này là đó là cả thầy và trò cùng làm việc. Vì muốn tổ chức được một cái tiết học này thì thầy cũng phải nghiên cứu, phải đầu tư và trò thì cũng phải hưởng ứng tích cực thì mới làm được. Thì qua nhiều năm tổ chức thì chúng tôi thấy rằng là hoạt động đã đem lại cái bổ ích đầu tiên, đó là trò nó ham học bộ môn văn. Từ yêu thích bộ môn văn thì các em lại yêu thích những bộ môn học khác và có ý thức học hơn. Qua đó thì thầy cũng nắm thêm được nhiều kiến thức, cũng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Thực tế cho thấy hiện vẫn còn phần lớn học sinh không thích học môn văn do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do phương pháp giảng dạy của giáo viên. Chính vì vậy, việc giáo viên vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, trong đó những buổi hoạt động ngoại khóa như thế này chắc chắn sẽ góp phần mang lại sự hứng thú học tập cho học sinh, không chỉ riêng môn ngữ văn mà còn đối với những môn học khác. Rõ ràng việc dựng lại những câu chuyện trong bối cảnh thực tại của hàng chục năm trước với cái nhìn mới mẻ của các em học sinh đã thổi luồng gió mới vào những tác phẩm văn học, khiến những tác phẩm này càng trở nên sinh động, gần gũi hơn với cuộc sống. Điều này cũng giúp các em học sinh thêm yêu thích môn ngữ văn cũng như hào hứng hơn với những hoạt động này.